Ok, rồi, thế chào con. Tối hôm qua cái đề hôm qua con xem thế nào? Học của anh. Nó cũng bình thường đấy. Bình thường nhưng mà vấn đề Cái là đây hôm qua làm nhá thầy. Hôm qua làm ở lớp học thêm nhá thầy. tối hôm qua ấy. Con thấy nó như thế nào? Có hiểu không? Bài ba Là hơi khó. đang hơi khó, khó ở phần nào? Cái phần bài cái bài ba bài hạ giải ấy thầy. Như nào Không phải cái đề con gửi, không phải cái đề con gửi cho nhỉ? thầy không? Cái mà hôm qua mà các bạn chữa ấy, cái đề hôm qua các bạn chữa ấy. Đề hôm qua là cái đề tối hôm qua thầy dạy cái gì ấy? Vâng. Cái đề đấy con thấy nó khó gì hay thế nào? Để là hơi hơi khó so với con. Hơi khó. Ok, thầy mở ra thầy nói lại qua một tí nhá, sau đó là lát nữa thầy sẽ chữa luôn cho cái đề mà con gửi cho thầy nhá. Con cái đề mà con gửi cho thầy con đã xem qua chưa? Rồi. Đấy Ok. là cái đề mà lần trước bọn mấy đứa bạn con làm. Thế bạn làm thì xong là bọn nó làm tốt không? Thấy bảo là đề không khó. Đề đề khó à? Thế bảo thầy chúng nó bảo thế. Ok. Đây chưa thầy, thầy mở cái đề ra. Đây à? Nhớ là tí nữa thầy gửi cho cái video xem lại nhá, chịu khó tích cực xem lại, cái gì không hiểu thì xem đi xem lại rồi vẫn không hiểu phải hỏi để thầy còn biết là cái đấy là con không hiểu, hiểu không nào? Thì thầy còn hướng dẫn cho được, thầy còn dạy giảng giải cho được. Bây giờ con phải chấp nhận là dịch giã nên là phải chịu khó kiểu đấy thôi. Nào ok, bắt đầu từ bài đầu tiên. Nhìn rõ đồ đề rồi đúng không? Con nhìn thấy rõ đồ bài chưa? Rồi đây. Ok. Đây, cái đề đầu tiên là giải hệ phương trình này này. Giải hệ này ý, thì thầy sẽ gửi cho con thêm đầu bài để cho con ôn tập. Về phần ôn tập giải hệ nhá. Bởi vì sao? Bởi vì đề thi bao giờ nó cũng có một cái câu là giải hệ. Giải hệ kiểu như này, một trong hai cái dạng như này này, con nhìn này. Trong câu A câu B này con thấy cái nào nó khó hơn? Đây A đây B đây. Con thấy cái nào nó khó, cái nào nó dễ? Tức là cảm nhận. Hôm qua là vào muộn Có lắm. vẻ như là Vào muộn câu một A. tí nên là chẳng chẳng để ý được cái, chắc là câu A hôm qua vào còn không kịp nghe là câu A như nào đúng không? Vâng. Đây, nhìn này, bên đầu bài này. Tập trung vào học hành bây giờ muộn lắm rồi ấy Quang Anh ạ, muộn thực sự là muộn lắm rồi. Bây giờ thầy cứ nói đơn giản như thế này để con dễ con tưởng tượng ra cho dễ này. Những cái đứa nào mà học giỏi nhất lớp con ấy, liệu bây giờ thầy hỏi là con cảm tưởng những cái đứa giỏi nhất lớp con liệu bây giờ nó đã tự tin để nó thi bài thi cấp 3 chưa?
Đấy là con cứ thử hỏi Con nghĩ thử. là rồi. Rồi, thầy nói luôn nhá. Bây giờ đứa nào nó học giỏi lắm thì may ra nó mới gọi là tự tin khoảng được độ 80% thôi. Bởi vì sao? Nó còn cả cái bài hình ở cuối với cả một cái bài cuối cùng là cái bài 0,5 điểm cuối cùng ấy. Hai cái bài đấy sẽ là then chốt quyết định đến điểm số của một người khi mà thi cái bài thi cấp 3. Bởi vì sao? Cái bài hình nó cỡ khoảng 3 điểm. Với cái bài cuối cùng 0,5 nữa là 3,5. 3,5 điểm là rất là nhiều. Cho nên là những cái bài còn lại phía trước ấy, tức là từ bài 1 cho đến bài 3 ấy, ba cái bài đầu tiên ấy, là bây giờ ai cũng phải làm gọi là tương đối rồi. Còn nếu bây giờ con cảm nhận thấy là bản thân con mà chưa làm được hoàn thiện ba cái bài đầu tiên đây này, con nhìn này, bài 1 này, bài 2 này và bài 3 này, ba cái bài dạng đầu tiên này này. Nếu mà con cảm nhận thấy nó làm vẫn chưa thật ổn ấy, có nghĩa là kiến thức như thế là chưa đạt. Thầy còn chưa nói đến là những có những bạn học khá là giỏi ấy, thì cái bài hình này hôm qua con để ý nhá. Cái đoạn cuối con có hiểu, con có nhớ là các bạn ấy đã có những bạn làm được cả ba câu ABC không? Chỉ còn mỗi cái câu cuối cùng này. Nhưng câu cuối cùng này không phải là vì các bạn ấy không đủ trình độ làm, mà là các bạn ấy không đủ thời gian để làm thôi. Chứ còn về mặt kiến thức là các bạn ấy hoàn toàn có thể tưởng tượng, có thể suy nghĩ và có thể giải quyết được nó đấy. Như vậy là có những bạn kiến thức rất ổn. Mà như thế tại thời điểm này ấy, thì thầy đánh giá là kiến thức của con nó vẫn còn, nó còn thiếu sót khá là nhiều. Cho nên ấy, bây giờ thầy nói luôn này, nếu con không thực sự quyết tâm ở đây là gì? Không phải nói miệng, mà là phải làm bằng hành động. Không phải là tôi làm được, tôi sẽ cố gắng đâu. Không phải thế đâu. Mà nó thể hiện bằng cách gì? Bất cứ lúc nào mà có thời gian là phải bỏ sách bỏ vở ra để học. Ngủ ít đi này, ăn ít đi này, chơi ít đi này. Đấy, làm được những cái việc đấy thì mới nghĩ đến cái việc được là con sẽ thi cử tốt. Còn nếu bây giờ vẫn còn nghĩ đến việc là ui rồi ăn cái gì, hay là tối nay chiều nay xem cái gì, xem phim gì, nghe nhạc gì, vẽ cái hình gì, thật sự là khó. Bởi vì sao? Bởi vì kiến thức nó quá nhiều. Cho nên là nếu bây giờ mà con không rèn luyện, không chịu khó làm bài, bây giờ nhá, nó con phải cảm tưởng như này này. Mỗi một ngày con phải làm được một đề. Thì từ giờ cho đến lúc thi con chỉ làm được khoảng độ 4-50 đề thôi. Bởi vì sao? Bởi vì làm một ngày một đề xong sau đấy còn phải chữa chứ. Còn phải kiểm tra lại xem mình làm thế đã ổn chưa chứ. Đúng không? Chứ có phải là ngày nào cũng băng 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 làm được một đề. Như vậy là từ giờ đến lúc thi con làm được 100 đề đâu. Không phải. Ví dụ hôm nay thầy giao cho con cái đề này, thì ngày mai thầy lại phải chữa bảo là đây nhá Quang Anh nhá, đề này con làm ổn rồi, bài này con làm như thế là tốt rồi, chúng ta sẽ phải ôn sang các cái đề tiếp theo. Còn nếu trong trường hợp mà một cái bài nào đấy trong đề mà con cảm thấy khó, thì thầy lại phải hướng dẫn tỉ mỉ từng ly từng tí một ở cái bài đấy. Hiểu chưa nào? Nào, bây giờ nhìn vào đây xem là ở đây, đối với cái hệ như thế này này, con có tí suy nghĩ nào, cảm tưởng gì để giải quyết nó không? Đối với cái hệ như này thì nghĩ như nào? Có ý tưởng gì? Có nghĩ ngợi gì không? Ở đây ý, nó không phải là dạng một cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đơn thuần. Ví dụ như bậc như này người ta gọi là một cái hệ đơn thuần. Cái hệ như này thì cực kỳ đơn giản. Nếu con gặp được đề thi mà gặp được cái đề kiểu như này, 2x cộng 3y bằng 5, chấm phẩy 4x trừ y bằng 3, thầy ví dụ như thế. Nếu mà gặp được cái hệ như thế này thì có mà quá là sướng luôn, bởi vì cái hệ này quá dễ, đúng không? Đúng chưa? Nhưng mà không phải lúc nào cũng gặp được những cái hệ nó dễ như thế này đâu. Mà trong trường hợp này chúng ta phải đi về cái thực tại, đó là giải cái đề này. Cái đề bên trên ấy, thầy xóa cái đề bên dưới đi nhá. Vậy cái đề bên trên Vâng. này này, bây giờ muốn làm được nó ấy, thì con nhìn này, ở đây nó có cái gì đây? X kia. X nhân y. X nhân y như vậy là nó ở đây, nó đây không phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn đơn thuần như là cái hệ mà thầy nó lại xóa đi, đúng không? Vâng. Vậy thì ở đây chắc chắn là nó phải có một cách thức nào đấy để giải quyết nó.
thì cái cách thức đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến đó là kiểm tra xem liệu cái thành phần XY này này có triệt tiêu đi được không. Triệt tiêu tức là làm mất nó đi. Vậy làm mất bằng cách nào? Nhân lên xong rồi Nhân như nào nào? trừ trừ vế đầu với vế sau Trừ vế đầu với vế thì sau là như nào? Thế chưa hiểu lắm. cái phương trình ở trên là ba ba nhân vế xy là bằng ba nhân vế xy trừ một là bằng ba xy trừ đi ba, còn cái ở dưới thì mình nhân với ba lên rồi triệt tiêu đi là triệt tiêu được con xy đi. Ok, thấy nhất trí, đấy là một cái mà con suy nghĩ đến đúng không? Đúng không? Ok. Rồi, hoàn toàn ok, cái đấy có thể nghe vẻ có vẻ hợp lý. Đấy là cái đầu tiên là con suy nghĩ được như thế, rồi nhất trí luôn. Tức là con sẽ nhân cái thằng này với ba lên cả hai vế của thằng này lên đúng không? Nào, bây giờ chúng ta xử lý thử nhá, thử cái thằng này nhá. Như vậy thằng này nhân 3 lên, thầy nhân 3 lên thì đây sẽ được là 3xy trừ đi 66 đúng không? Vâng. Được chưa? Sau đó là cái Vâng. thằng này, cái thằng phương trình đầu tiên này này. Thì thầy vứt nó xuống đây. Thầy nhân cái thằng này ra ở bên tay phải có phải nó là 3xy trừ đi 3 hay gì? Ok. Vâng. Sau đó là con lấy vế trừ vế. Thì nó sẽ biến mất 3xy, đúng. Đấy là một cái ý tưởng. Nhưng mà bây giờ thầy nói với con này, con anh phải nghe nhé. Cái việc mà con lấy giọng cái thằng trên trừ thằng dưới, thầy hoàn toàn đồng ý là nó lập tức nó sẽ mất y là chính xác. Nhưng Vâng. có cái từ nhưng. Thành phần 3xy biến mất. Như vậy con thử ngẫm xem nếu lấy cái thằng trên này này mà trừ đi cái thằng bên dưới. Như vậy bên vế tay trái của chúng ta ấy là hai cái thằng bôi xanh này trừ đi nhau đúng không? Vâng. Nó sẽ còn lại cái gì? Còn lại những cái gì? Theo con là nó sẽ còn lại những cái gì? Y trừ 5 à? Y trừ 5 là thế nào nhỉ? Tại sao lại là y trừ 5 là như nào? Tôi chưa hiểu lắm. À, không, đợi con tí. Trừ đi. Nếu trừ đi thì 3x hết. Làm sao 3x hết Cộng được? 4. Nó có phải là lấy hai cái ngoặc để trừ đi được cho nhau đâu con. Đây là ngoặc nhân ngoặc cơ mà. Sau đó lại trừ đi cái ngoặc nhân ngoặc cơ mà. Chứ có phải là lấy được cái ngoặc đầu tiên trừ đi cái ngoặc đầu tiên này để biến mất đâu. Không hề. Như vậy, đây là bây giờ thầy trừ luôn cho con nhìn nhá. Con nhìn thế này. Con nhìn thấy là cái mà chúng ta sẽ gặp khó khăn này. Bây giờ là thầy phải nhân cái này ra. Có đúng không? Vâng. Nếu thầy nhân ra là con đọc cho thầy đi, nhân nhân cái thằng này ra nhanh. Nào thử làm luôn nào. 3x 3 gì?3xy Rồi. 3x nhân y cộng với 6x Cộng với 6x, ok, chính xác. Tiếp tục. trừ đi 1 trừ đi y cộng 2 trừ đi Trừ y trừ 2. chính xác. Thì sẽ bằng 3xy trừ 3 ở bên này, ok chưa? Vâng. Rồi, thế còn cái thằng thứ hai này con nhân ra cho thầy xem nào. Nào nhân đi. Đây là cái thằng này này. Thằng này nếu mà nhân ra thì nó con cảm nhận thấy hơi khó đúng không? Thầy sẽ cho cái thằng số Vâng. 3 này vào bên trong này được là 3x cộng 6 có được không? Vâng. Rồi bây giờ con nhân cho thầy đi. Bây giờ nhân thì cảm giác sẽ dễ hơn một tí. Nào nhân đi. 3xy 3xy chính xác. 3xy trừ đi 15x Chính xác. cộng với 6y Cộng 6y, ok. trừ Bằng đi 30. 30. Bằng 3xy trừ đi 66 đúng không? Ok chưa? Vâng. Như vậy là con nhìn này. Con nhìn thấy cái gì? Đến đây nhìn thấy cái gì không? Nếu như Bài con gì nhiều bình tĩnh nhá, bình tĩnh này. Nếu con lấy dòng trên trừ dòng dưới, thầy hoàn toàn đồng ý là thành phần 3xy biến mất. Ok chưa? vâng Nào, thầy trừ cho con nhìn luôn này. Lấy hai thằng này trừ cho nhau nhá, nhìn 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 thầy, kỹ năng thầy trừ luôn này, chờ thầy một tí thầy sẽ trừ cho con nhìn luôn. Nào nhìn thầy trừ nhá. Trừ về với vế này. Thì ta có 3xy trừ 3xy này lập tức biến mất đúng không? Vâng. 6x mà trừ đi trừ 15 tức là 6x cộng 15x. Vậy được là 21x. Ok. Vâng. Trừ y sau đó lại trừ tiếp 6y nữa như vậy đó là trừ đi 7y. Có đồng ý không? Vâng. Trừ 2 mà trừ đi trừ 30 tức là trừ 2 Trừ cộng 3. 30. Đâu đâu? Trừ 32.
chứ à chứ hai à không trừ trừ 2 28 cộng 30, nó phải là biến thành là cộng cộng 28 thì sẽ bằng 3xy trừ 3xy hết. Thế còn đâu nào, đọc cho thầy số hạng tự do nó là bao nhiêu nào? Trừ 3 trừ mà cộng 6 với 66. sáu ba Rồi, ok, bằng bằng 63. sáu Nào, con nhìn xem cho thầy cái này là cái gì? Cái này sẽ là cái gì đây? cái này đều chỉ tiêu cho bà Đâu, làm sao chia tiêu cho 3 được? Cái thằng 21 với 7 thì chia tiêu cho 3 được thật, nhưng 28 này làm sao có chia cho 3 được đâu? 28 là số không chia cho 3. Như vậy đến đây ý, con đơn giản cái thằng này đi thì con sẽ được như sau này. Con nhìn nhá. Cả tất cả những thằng này đều chia cho 7. à vâng Thì ta sẽ được là 3x này trừ đi y này cộng với 4 này thì bằng 9 đúng không? Dẫn tới là 3x trừ đi y bằng 5. Đấy. Như vậy là nếu mà con làm như của con, theo cái cách thức của con ấy, thì con sẽ ra vâng được duy nhất một phương trình như thế này. Có đúng không Quang Anh? vâng Nhưng nếu một phương trình như thế này, thầy không làm được. Bởi vì sao? Bởi vì đến đây là chúng ta chỉ có duy nhất một phương trình như thế này thôi. Mà đây là phương trình có hai ẩn. Cho nên làm sao con tìm ra được nghiệm xy bằng bao nhiêu? Đúng không? Đã thấy khó khăn ở trong cái việc mà con xử lý nó, cái thằng bãi y này biến mất chưa? rồi Rồi, thấy đấy. Thế thì làm như thế này là chưa chính xác. Hiểu không? vâng Mà thực tế đối với những bài như thế này này, là người ra đề có ý đồ như sau. Con phải nghe nhá. Nghe này, thầy sẽ giảng giải cho tại sao lại phải làm như thế nào mới là chính xác. Làm như thế này là không thành công. Ok. vâng Rồi, xóa đi. Bây giờ thầy sẽ dạy con này. Ở đây ý, cái ý tưởng của người ra đề là như sau. Tập trung này, tập trung này. Nhìn một cái là con sẽ nhận ra ngay. Thầy hỏi nhá. Bên tay phải này có, nếu nhân cái ngoặc này ra, có 3y không? có Bên tay trái này nếu con nhân hai cái ngoặc này ra, có mấy lần xy? nãy là có một lần Sao lại một ý thấy x lần? trên y ở đây Cái có hai xy lần thì hai lần thật không? Đừng có đoán mà nhìn vào đầu bài ấy. Thầy đang hỏi là cái tay trái này này, cái chỗ bôi xanh của thầy này này, nếu con nhân ra thì có mấy lần x nhân y? Nhìn đi, nhìn đầu một bài. Sao lại một lần? Thầy đang hỏi là có mấy lần cái thằng xy? Nhìn vào đầu bài ấy. Đây là thầy hỏi con nhé, bây giờ con nhân cho thầy hai cái này ra. Nếu nhân ra thì con sẽ có mấy mấy xy ở trong này? Bỏ nháp ra nhân đi, bỏ nháp ra nhân đi. Học toán là lúc nào phải có một cái quyển nháp to đùng. Đây con có nhìn thấy không? Bản thân thầy còn có một cái quyển nháp to đùng trước mặt đây này. Nhìn thấy chưa? vâng Nào, nhân nhân tung cái ngoặc ra cho thầy đi, xem nó bằng bao nhiêu nào, nhanh. có 3 lần nữa. Ừ rồi ôi. Thế bây giờ con, thầy hỏi Quang Anh này, con nhìn này. Có phải là đây là 3x đúng không? Vâng. Đây là có một y, như vậy hai thằng này nhân với nhau thì có 3 nhân xy, đúng chưa? Vâng. Thế cái thằng 3y này có giống cái thằng 3y bên tay phải không? Có. Có. Cái việc mà con nhận diện ra được là có ấy, chính là ý đồ của người ra đề. À. Bây giờ kiểm tra lên phương trình. Con cũng thấy nó mang máng kiểu như thế nhưng mà con lại không nghĩ nó sẽ như này thôi. Tại vì là con làm bài tập ít. Chứ nếu mà thầy nói luôn này, cái dạng này mà con làm khoảng độ 3 lần ấy, 3 4 lần ấy, lần sau con nhìn một cái con cười luôn bảo ui sao dễ thế. Có hiểu không? Vâng. Lại bởi vì là con thấy nó không quen là bởi vì con làm ít quá. Chứ còn nếu mà thầy ví dụ nhá, những bạn mà học bên trung tâm ấy là những cái bài kiểu như này các bạn ấy làm đến hàng chục bài như thế này rồi.
Con hiểu không nào? Là các bạn ấy chịu Vâng. khó rèn luyện, các bạn ấy chịu khó làm bài tập thôi, chứ không phải là các bạn ấy giỏi giang gì hơn con cả, mà là các bạn ấy chăm hơn con. Nhưng cái chăm đấy thì nó đã quyết định đến được 70% là thành công rồi. Nào, bây giờ thầy 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 yêu cầu Quang Anh này. Con nhân tung hai cái phương trình này ra cho thầy. Sau đó triệt tiêu tất cả những thành phần giống nhau ở hai vế đi. Thì con sẽ được hệ phương trình mới là cái gì? Nào, làm đi. Học là phải học từng bước một, từ cái dễ đến cái khó. Đã có thầy ở đây thầy hướng dẫn rồi mà con không chịu chăm chỉ học hành thì thầy chịu thôi, thầy chẳng làm nào giúp con được. Khi mà bạn bè nó hơn mình ấy, con phải cảm thấy đấy là một cái điều sỉ nhục. Mình phải hổ thẹn với chính bản thân của mình. Tại sao lại sinh ra giống nhau? Bố mẹ cũng cho mình học hành chẳng khác gì bọn nó cả, tại sao nó lại học giỏi hơn mình? Cái đấy là cái cần phải đặt câu hỏi. Nhân tung cả hai vế của hai cái phương trình này ra cho thầy, sau đó triệt tiêu những thằng nào giống hệt nhau đi, thì con sẽ được hai phương trình mới, đó là như thế nào? Sau đó đọc kết quả cho thầy. À, 6x trừ y cộng 1 Bình tĩnh nào, và nào thầy 5x sẽ viết cộng 2y bằng 12. bình tĩnh nào. Ở cái ý con là cái ở bên tay trái đầu tiên này này nó là bao nhiêu? Đọc bình tĩnh đã. Đầu tiên 6x là trừ 3xy. y. Bây giờ bình tĩnh nhá, thầy sẽ nhân ra cho con để con kiểm tra xem cái việc là con làm có đúng hay không này. Đầu tiên thầy nhân nhá. 3x nhân y là 3xy cộng với 6x đúng không? Sau đó trừ đi y, trừ đi 2 thì bằng bên tay phải là 3xy trừ đi 3. Ok. Chuẩn chưa? Nào, cái phương trình số 2 này đọc cho thầy xem nào. Phương trình thứ hai là xy XY, ok. trừ 5x Chính xác. cộng 2y trừ 10. Cộng 2y trừ 10, đúng rồi. Thì bằng bên tay phải là xy trừ 22, đúng không? Vâng. Rồi, bây giờ con nhìn này. Con nhìn vào đây cái thì bây giờ nhắm một mắt con cũng làm được. Bên này 3xy, bên này có 3y không? Có trừ đi Đấy, là hết. không phải trừ đi hết mà là triệt tiêu hai thằng này ở xử lý ở trong một phương trình ấy thì hai cái thành phần 3xy ở hai vế lập tức biến mất. Đúng không? Vâng. Phương trình số 2 thì sao? Có điều gì đặc biệt? Có xy Xy giống nhau trừ. ở hai vế đúng không? Như vậy bây giờ con đã Vâng. hiểu được ý đồ của cái thằng ra đề không? Gọi là thằng ra Rồi. đề cũng được. Được chưa? Muốn triệt tiêu ra. Muốn học sinh phải nhân nó ra một bước, sau đó là triệt tiêu các thành phần giống nhau đi. Như vậy đến đây thầy xin phép gạch 3xy ở hai vế đi. Ok chưa? Như vậy phương trình thứ nhất thầy còn là 6x trừ y trừ 2 bằng âm 3. Thầy chuyển nốt cái thằng trừ 2 này vứt sang bên tay phải. Vậy nó sẽ biến thành là âm 3 cộng 2 và nó bằng là trừ 1. Con có nhất trí với Một thầy không? Ok. có Nào, cái phương trình số 2 nhìn này. Có gạch được xy đi được không? Gạch được đúng không? có Vậy thầy gạch đi nhá. vâng Như vậy còn như này đúng không? Nhưng vâng bây giờ thầy chuyển cái thằng âm 10 này vứt sang bên tay phải. Vậy thầy được là bao nhiêu? ra con trừ 12. Đúng rồi, chính xác, trừ 12. Như vậy, nào. Đây là cái gì đây? Đây là cái gì? Hệ phương trình Bậc gì? bậc nhất một ẩn Bậc hai ẩn y nhất, bậc nhất hai ẩn, đó là ẩn x và ẩn y đúng không? Thế để đưa vâng thầy đã đưa về cái bài như thế này rồi, liệu có nhắm mắt làm được không? có để con tính Quá dễ đúng không? vâng Đấy, cho nên là thực ra nó có phải là bài khó đâu, mà chẳng qua là do mình rèn luyện nó hơi ít, cho nên là dẫn đến là cái kỹ năng của con nó không đủ để con cảm nhận được là bài này phải làm thế nào, thế thôi. Nào giải đi, tìm ra cho thầy xy bằng bao nhiêu.
Sáng nay có phải lên trên trường không? Không, sáng nay con không. Sáng nay con đang học online à? Vâng, sáng nay vẫn học online. Bây giờ phải chăm chỉ hơn gấp. Bây giờ thầy nói luôn này, Quang Anh này. Con phải chăm gấp hàng 10-20 lần so với trước. Thì mới mong có thể là đến kỳ thi vào cấp 3 con có thể con đạt được 8 điểm. Còn nếu không nhá, thầy nói luôn này, nếu con không chăm chỉ thì con không thể đạt được điểm cao đâu. Đấy là thầy nói luôn thế cho nó vuông. Bây giờ đến đây con sẽ sử dụng là cộng đại số hay là sử dụng là rút x theo y? Bây giờ thầy hỏi con này, cái đối với cái hệ phương trình này này thì con sẽ sử dụng cộng đại số hay là sử dụng phương pháp rút x theo y? Con vừa dùng cộng đại số xong kết quả ra x cộng y bằng trừ 13 này. Sao lại x cộng y bằng trừ 13 là thế nào? Đây là con dùng cộng À, đại số. cộng đại số tức là con cộng hai cái thằng này về với nhau cái gì? Vâng. Nhưng mà ai làm thế? Rồi, Thì ôi rồi ôi, không ai làm như thế cả. Con nhìn này, cái phương pháp cộng đại số không phải là làm giống như con làm đâu. Mà cộng đại số là như thế này này. Cái cách mà ý tưởng của cái người mà bảo ra là phương pháp cộng đại số ấy, là con phải hiểu nó là cái người ra đề ấy, là cái ý tưởng của nó là người ta mong muốn con làm như thế này cơ. Nhìn này, thầy hỏi con ở đây là có trừ đi bao nhiêu lần y? một lần đi Trừ một lần y. Còn ở bên dưới này là như thế nào? trừ 2 lần đi à? Nhìn kỹ vào, trong đọc cho chính xác vào. Cộng 2 lần đi Cộng 2 lần y. Như vậy ở dùng trên là ai trừ 1, còn ở dưới là cộng 2. Đối với ẩn là ẩn y, đúng không? vâng. Như vậy, nếu mà con muốn sử dụng phương pháp cộng đại số ấy, là ý tưởng của người sử dụng cộng đại số là như sau. Nhìn thế này, là người ta muốn làm thế nào nhanh nhất để triệt tiêu cái thành phần x hoặc thành phần y đi, hiểu không? Vâng. Vậy triệt tiêu bằng cách như sau. Như vậy là cái bản chất của vấn đề là con vẫn chưa, thật sự là con chưa hiểu lắm đâu Quang Anh ạ. Bây giờ con phải nhìn này, nếu thầy nhân cái thằng này với hai cả hai vế lên, nhìn nhá, thầy nhân hai cả hai vế lên thầy sẽ được như Vâng. sau. Con nhìn này, khi nhân hai lên thì cái thằng hai này lập tức nó nhân vào cái chỗ trừ y này, nó sẽ biến thành là trừ mấy y? Hai Đúng rồi, chính xác, trừ 2y. Như vậy, còn 6x. bình tĩnh nghe thầy hỏi từng câu đã. Như vậy chỗ này sẽ lập tức biến thành là trừ 2y đúng không? Vâng. Trừ 2y này mà nếu chúng ta cộng với cái thằng cộng 2y bên dưới, như vậy Thì y sẽ lập tức sẽ biến mất. Có hiểu không? có. Mà y biến mất thì thầy sẽ được như sau. Nhìn này, nhìn nhìn thầy làm này. 2 nhân với 6x là được 12x. Trừ đi y nhân 2 tức là trừ đi 2y thì bằng là âm 2, có đúng không? Vâng. Cái phương trình này thầy viết lại nguyên như thế, đó là trừ 5x cộng 2y bằng âm 12. Vậy nếu bây giờ thầy cộng với vế của hai cái phương trình này lại với nhau thì thành phần nào sẽ biến mất? Hai ạ. Thành phần y sẽ biến mất. Y mà biến mất như vậy chắc chắn là phương trình chỉ còn lại một ẩn, đó chính là ẩn x. Có hiểu phương pháp cộng đại số chưa? Cộng đại số tức là gì? Tức là con phải đi nhân một trong hai phương trình với một con số cụ thể nào đấy để sao cho phương trình giải ra một cách nhanh nhất. Có hiểu không? Hiểu được Vâng. ý tưởng đó chưa? Nào đến đây làm này. Rồi. 12x mà cộng với âm 5x vậy được bao nhiêu x? 12 cộng âm 5x thì bằng 7x. Đúng rồi, 7x. Bên tay phải này bằng bao nhiêu đây? Bên tay phải cộng lại bằng trừ Âm, 14 ạ. đúng rồi, chính xác. Âm, à, 7x mà bằng âm 14, như vậy x của chúng ta bằng bao nhiêu? X bằng âm 2 ạ. Đúng rồi. Thay x bằng âm 2 vào một trong hai phương trình ở trên, lập tức con sẽ tìm ra được x ngay. Có hiểu không? Bây giờ Có tìm hiểu. đi. Ôi dồi ôi. Rồi, con hiểu rồi. Ui dồi ôi, bây giờ mới hiểu một cái kiến thức sơ đẳng thế này.
Con có thấy đấy là cái thiếu sót rất là lớn của con không? Vâng. Rồi bây giờ thầy sẽ giảng, thầy sẽ dạy giải giải lại như thế này này, nó sẽ không viết như thế này mà nó sẽ phải trình bày như sau, nhìn thế này. Đến đây nhá, đến đây hiểu rồi đúng không? Toàn Vâng. bộ ở bên trên thầy đều là biến đổi tương đương cho nên nó sẽ tương đương với cái này. Được chưa nào? Và thằng này thì Vâng. sẽ tương đương với như sau. Đối với phương trình thứ nhất, thầy sẽ nhân cả hai vế của cái phương trình thầy đang bôi xanh này này, nhân với 2. Vậy thầy sẽ được là 6x mà nhân 2 lên là 12x. Trừ y sẽ là trừ 2y thì sẽ bằng là âm Vâng. 2. Vậy đến đây thầy sẽ cộng cả hai phương trình này vế theo vế, thầy sẽ được một cái phương trình mới tương đương như sau. Con nhìn này. 12x cộng với âm 5x, vậy nó được dương 7x. Trừ 2y cộng với dương 2y là bằng 0. Như vậy thành phần y biến mất. Như vậy ta còn là âm 2 cộng âm 12 là bằng âm 14. Ok chưa? Vâng. Thầy giữ nguyên một phương trình. Bây giờ là thầy giữ nguyên phương trình dưới, đó là âm 5x cộng 2y bằng âm 12. Tức là cái phương trình này giữ nguyên này. Con nhìn thấy không? Cái phương trình số 2 này giữ nguyên này. Vâng. Vậy đến đây có phải là đối với phương trình ở bên trên thầy sẽ giải ra được x bằng âm 2 đúng không? Vâng. Ở phương trình dưới thì con thay x bằng âm 2 vào cái chỗ này. Nhìn vào cái chỗ này này, nhìn thấy chưa? Rồi. Như vậy nếu mà thay x bằng âm 2 có phải đây sẽ thành là trừ 5 nhân với trừ 2 không? Có Mà trừ 5 nhân trừ 2 là bằng mấy? trừ 10 Sai bét. 10 dương 10 Làm dương gì 10 tính toán cho nó chính xác vào con ạ. Đến bây giờ mà lớp 9 rồi mà còn tính toán sai bét như thế thì chán chết. Như vậy nào, 10 cộng 2y bằng âm 12. Như vậy giải ra y bằng bao nhiêu? 12 vậy giải ra y thì bằng Không nhẩm được thì bỏ y nháp ra. bằng Bỏ nháp ra trừ mà mười làm. một Đúng rồi, y bằng trừ 11, chính xác. Như vậy đây chính là nghiệm của hệ phương trình này. Ok chưa? vâng Có hiểu chưa? rồi Rồi ok, chữa bài đi. Bây giờ đã hiểu hoàn toàn cái bài số 1 chưa? Cái bài một rồi đây khoa ấy. Đây, chữa đi. Đấy. Học hành nó phải chịu khó vào. Cái này thầy nói luôn này. Nếu một bạn học sinh nào mà kiến thức ổn ổn rồi, chỉ làm này trong vòng độ 3 phút là xong. Không phải thấy bốc phét đâu, mà chắc chắn là các bạn ấy làm, kỹ năng các bạn ấy làm tốt rồi thì các bạn ấy làm nhanh lắm. mấy cái bài này phải làm dưới 3 phút. Bài này nếu mà làm mà thằng nào mà học nó giỏi giỏi một tí, kỹ năng của nó mà ổn ấy, nó chỉ làm có 2 phút là viết veo 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 cái là xong luôn. Bài này mà thầy làm mất 1 phút. Tuy nhiên là thầy nháp mất 1 phút. Còn nếu mà viết đẹp thì chắc là phải mất 2 phút. Như vậy ở cái câu A này này là con phải nghĩ đến việc như sau. Đầu tiên chúng ta kiểm tra xem tại sao nó lại cho thêm cái thành phần x nhân y vào. Như vậy nếu mà cho thêm vào như thế này này là nó sẽ gây khó khăn cho người học sinh. Như vậy muốn giải được chắc chắn phải nghĩ đến việc làm biến mất thành phần x nhân y. Mà biến mất bằng cách nào? Đó là chúng ta nghĩ đến việc thử nhân tung hai cái ngoặc này ra. Nếu nhân ra thì rõ ràng là thành phần 3x nhân với y ở đây nó sẽ triệt tiêu với 3xy ở bên tay phải này. Như vậy ý đồ đã được phát hiện ra. Kết luận là hệ vậy hệ phương trình có một nghiệm. Đây sẽ kết luận như sau. Vậy cho thầy sửa cái phông. Vậy hệ phương trình có nghiệm là người ta sẽ ký hiệu bằng cách là x chấm phẩy y, có nghiệm x chấm phẩy y là mở ngoặc ra giúp thầy, đó là trừ 2 chấm phẩy trừ 11. Rõ chưa?
Ừ, rồi. Ok, đấy, đấy là cái bài đầu tiên mà phải làm hoàn thiện là nó như vậy đấy. Rồi sang câu B thì con chuyện xong cô à. Rồi, câu B này thì bây giờ con phải suy nghĩ trước xem là có biết cách làm như thế nào không. Thầy viết đầu bài ra bên tay bên dưới này này cho nhìn này. Đây là câu B. Câu B này con sẽ nhìn thấy nó như thế nào, cảm nhận thấy nó như thế nào nào. Nghĩ nhìn nhìn đầu bài đã. Ở đây nhá. Thứ nhất là ở đây con có nhìn thấy đây là nó có các phân số không? Có nhìn thấy các phân số không? Có Phân số. chung nhau vậy thì phải nhân thế nào cho cả hai đều triệt tiêu cho nhau. Đấy là một cái đầu tiên là ý tưởng làm là như thế. Nhưng mà trước khi làm ấy thì chúng ta phải nghĩ đến cái đầu tiên đó là cái gì, có nhớ không? Nói đến cái phân số như thế này này thì phải có cái gì? Các cái phân số này thì phải có cái gì? Có cái gì? Điều kiện xác định. Đúng rồi, điều kiện để cho các phân số này tồn tại. Phân số mà muốn tồn tại được thì mẫu số phải khác không? Con hiểu chưa? Như vậy đầu Vâng. tiên của cái bài này chúng ta phải có là điều kiện. Đó là gì? Là 2x trừ 1 này này, là cái mẫu số của cái phân thức đầu tiên này này, phải khác không? 2x trừ 1 khác không, vậy x khác bao nhiêu? Nháp đi, nháp đi, bỏ Hai nháp ra. x trừ Thì x khác bao nhiêu? một phần hai, x Đúng khác một phần rồi, hai. đúng rồi, x khác 1 phần 2. Như vậy x sẽ Và phải khác 1 phần 2. Thế còn y thì khác bao nhiêu? trừ 2 phần 3. Chính xác. Đấy, ít nhất là cũng phải là làm được cái này, bởi vì cái dòng đầu tiên này này 0,25 điểm đấy. Có hiểu không? Đây này, cái dòng này viết Vâng. đơn giản thế này thôi nhưng được 0,25 điểm. Vậy ta có như sau này. Hệ phương trình sẽ tương đương với, bây giờ bài này nhá, thầy nói con với con này, cái hệ này này nó sẽ có hai cách giải. Có hai cách giải. Cách thứ nhất đó là chúng ta làm trực tiếp luôn, không cần đặt ẩn phụ nữa. Thì tại sao thầy lại nói là không cần đặt ẩn phụ? Bởi vì như thế này này, con có tưởng tượng ra được là cái phân số này này, bây giờ thầy sẽ cho nó nhìn, con sẽ nhìn thấy cái thằng này thực tế nó bản chất là nó như thế này nhá. Con nhìn này, con nhìn này, nhìn thấy xử lý này. Cái thằng này có phải chính là bằng 2 nhân với 1 trên 2x trừ 1 không? Có đây. Còn cái thằng này nó chính là 3 nhân với 1 trên 3y cộng 2. Ok. Vâng. Thằng này thì là gì? Nếu mà làm theo cái nguyên tắc như thế thì thằng này là gì? 3 nhân với 1 trên 2x trừ 1 à? Chính xác. Thằng phía sau. 5 nhân với 1 trên 3y trừ 3y cộng 2. Ok. Vậy bây giờ con nhìn nhá, con có tưởng tượng ra được cái này không ạ? Quang Anh ơi, con nhìn này. Hai thằng này có phải là một không? Đúng không? Có Đúng không? Đúng không? vậy bỏ cái trên bỏ 2 và 3 ra ngoài, còn ở trong là Còn cái thằng nhau này thì từ 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 từ, hai thằng này thì có giống nhau không? có đây Có giống nhau không? Có giống nhau không? có Vậy giống nhau như này có nghĩa là gì? triệt Ý tiêu đồ được. gì không? Ý đồ gì không? Không, không phải là triệt tiêu, mà là khi nó giống nhau như thế này này, là cái người ra đề là mong muốn là học sinh ấy phát hiện ra cái việc này. Thì nếu cái thằng ô vuông với cái thằng ô vuông ở đây này, con nhìn nhá, nhìn nhá, nhìn nhá. Nếu hai cái thằng ô vuông này mà thầy làm nó giống nhau như thế này này. Thầy đặt cái ô vuông này là A. À. Thầy đặt cái ô tròn này là B. Như vậy con sẽ tưởng tượng ra được nó trở thành, đang từ hệ phương trình này nó trở thành hệ phương trình như thế nào. Đơn giản thành khá đơn giản thành 2a cộng 3b, còn ở dưới 2A là cộng 3a 3B bằng ở âm dưới 1, bằng đúng trừ không? 1. Đúng rồi. Thế còn thằng Vâng. dưới? 3a trừ đi 5b Đúng rồi, bằng bao nhiêu? bằng Đúng rồi. Đây là cái gì đây?
hệ phương trình bậc nhất hai ẩn à? Chuẩn luôn. Thế cái này đến đây có giải được không? Giải được thế. Như vậy là thực tế là đầu bài như thế này. Nhưng mà nếu học sinh mà tinh ý một tí, lập tức nó sẽ biến thành là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn như thế này. Thì cách giải vô cùng đơn giản, đúng không con? Con nghĩ là mình nên làm theo mấy cách thông minh này nhiều hơn đấy thầy. Không phải là cách thông minh gì cả, mà đây là cái nó một cái là ý tưởng rất hay dùng. Cái học học sinh rất hay dùng cái kiểu này, có hiểu không? Vâng, kiểu phải quét, học cách làm quen với cái ý tưởng này thầy. Làm quen cái gì thổ khổ quá, là do bởi vì con là con lười quá thôi Quang Anh ạ. Chứ còn cái này không phải cao siêu gì đâu, hiểu chưa? Vâng. Thầy nói thật là bởi vì do con lười quá thôi, chứ còn một bạn học sinh bình thường ấy, mà thầy dạy bên tập bên trung tâm ấy, cái bài này các bạn ý bảo là quen quá thầy ạ, bởi vì nó rất là đơn giản, con hiểu không? Vâng. Vậy bây giờ đầu tiên thầy hỏi này, con đã nhìn thấy cái ý tưởng của nó chưa? Nhìn thấy rồi đúng không? Vâng. Vậy bây giờ bài này sẽ trình bày như sau. Đầu tiên này, đến sau khi có điều kiện nhá. Nhìn nhìn này, nhìn này, thầy sẽ dạy cách trình bày bài này này. Đầu tiên là điều kiện đúng không? Sau đó Vâng thầy. đặt 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 1 trên 2x trừ 1 bằng A. Chấm phẩy. 1 trên 3y cộng 2 bằng B. Nhìn thấy chưa? Vâng. Người ta sẽ viết như sau. Khi đó, hệ phương trình sẽ tương đương với cái gì? Thì con nhìn này. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết lại cái hệ này. Nhưng mà chỗ nào là 1 trên 2x trừ 1, ta sẽ thay nó bằng A. Như vậy ta sẽ có được là 2A. Chỗ nào có 1 trên 3y cộng 2 thì ta thay bằng gì đây? Thay bằng gì đây? B, ba B, Rồi, thằng vậy chỗ này sẽ là 3 nhân B và sẽ bằng là âm 1. Ok. Ở bên dưới hoàn toàn B. tương tự. Ở đây thầy thay là 1 trên 2x trừ 1, thầy thay là bằng là A. Như vậy ta có 3A. Trừ đi 5 nhân với thằng này thì sẽ thay bằng B. Vậy ta có là 3A trừ 5B bằng 8. Và như vậy ta sẽ có được quay trở về một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, đó là ẩn A và ẩn B, đúng không? Vâng. Vâng, con nhìn này, con nhìn này, thầy dạy con là phương pháp cộng đại số là như thế này này. Bây giờ nhìn vào đây trực tiếp để cho mày hiểu này, chứ không phải cộng đại số là nhìn là con cứ lấy là vế cộng vế vớ vẩn như là con nói lúc đầu đâu, mà là phải nhìn như sau. Nhìn thế này, ở đây ý, muốn xử lý được cái hệ này một cách nhanh nhất thì người ta sẽ nghĩ đến phương pháp cộng đại số, và cộng đại số đấy phải làm như sau. Nhìn thầy thầy hướng dẫn này. Thầy hỏi con đây là có mấy a? 2A, 1A. Đây là có mấy a, nói cho chính xác nào. 2A. 2a. Đây có mấy a? 3A. Như vậy 2a và 3a thì một thằng hệ số là 2, còn một thằng hệ số là 3, đúng không? Vâng. Như vậy cái phương pháp cộng đại số ý tưởng của nó là như sau. Chúng ta phải nhân cái vế, tất cả hai vế của phương trình thứ nhất này này với một con số nào đấy. Thầy ví dụ là nhân với m. Thầy ví dụ là nhân với m nhá. Còn Vâng. đối với cái hệ phương trình số 2 thì nhân cả hai vế với n. Và số m, số n này là một cái con số nào đấy tùy từng bài. Để sao cho khi con nhân vào thì ta có 2m sẽ phải bằng 3 nhân với n. Có hiểu không? Vâng. Như vậy theo con trong trường hợp này chọn m bằng bao nhiêu, n bằng bao nhiêu là hợp lý? Nếu như 2m M mà bằng bằng 3. m bằng M 3. bằng 3, N bằng 2. Đúng rồi, chính xác. Và phương pháp cộng đại số nó sẽ thực hiện như sau này. Con hiểu được tại sao lại chọn là 32 chưa? Hiểu rồi đúng không? Rồi. Rồi bây giờ thì Vâng. bài này nó sẽ làm như sau. Con nhìn thấy xử lý này. Đơn giản vô cùng. Như vậy đối với phương trình đầu tiên, thầy phải nhân cả hai vế với số mấy? Nhân cả hai về với số 3 và à đâu, số 3. Đúng rồi. Nếu nhân với số 3, vậy 2A thầy sẽ biến thành 6A. Ủa 3B thế thì biến thành là 9B. Thì chỗ này sẽ bằng là âm âm mấy đây? thành nhân 13 thằng thành âm 3.
Đúng rồi, âm 3. Còn đối với phương trình số 2, thầy sẽ nhân cả hai vế với số mấy? Đang muốn triệt tiêu thành phần A đi. Đây là đang có 6A rồi. Như vậy muốn biến thằng 2 3A này nhân biến thành với 2. 6A. Phải nhân với 2 lên. Vậy ta sẽ được là gì đây? Đọc cho thầy xem nào. Học tập trung vào. Bằng 6A trừ đi 10B Bằng bao nhiêu? bằng 16 ạ. Đúng rồi. Vậy bây giờ làm nào đây? Làm tiếp như nào đây? Giờ thì triệt tiêu đi thì trừ Lấy cái gì trừ cái gì? lấy 6A cộng 9B trừ đi 6A trừ 10B là Đúng thế đi. rồi. Vậy nếu trừ như vậy là 6A trừ 6A hết. 9B mà trừ đi trừ 10B. Vậy nó thành bao nhiêu B? 19 19B Đúng rồi. Thế còn cái phần hệ số tự do bên tay phải bằng bao nhiêu? trừ 3 trừ đi 16 bằng trừ 19 vậy Chính B bằng xác. trừ 1. Chuẩn luôn. Hiểu chưa? Rồi. Vậy đến đây ta sẽ có được là B sẽ bằng âm 1 đúng không? Thay Vâng. B bằng âm 1 vào cái phương trình số 2 này, ta sẽ được như sau. Âm 10 nhân với B mà B thay bằng âm 1 vào đây, tức là trừ 10 nhân trừ 1 là biến thành là cộng 10. Cộng 10. Như vậy đến đây con có tìm ra được A bằng bao nhiêu không? Có. A bằng bao nhiêu? A bằng A bằng 1 ạ. Đúng rồi. Đấy. Làm nhiều một cái là bắt đầu là khả năng tính toán nó tốt hẳn lên ngay. Cái đầu nó cũng mở Ra mang ra hẳn luôn. Hiểu không? vâng. Ra là vậy. Nhưng mà đến đây Bây chưa giờ con xong. chưa vào. Con chưa đi nhưng mà đến đây chưa xong, đến đây còn phải thay thay AB bằng là hai cái này nữa để tìm ra XY nữa thì mới xong, có hiểu không? Rồi chưa đi. Xong rồi kết Sau luận đi nữa xong đúng không đấy? đã kết luận làm sao được, có phải là À bài đúng bài này rồi, thay 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 bài này có phải đã đi tìm A tìm B đâu con, mà là bài này phải tìm ẩn là ẩn x y cơ mà. Vậy đến đây ta sẽ viết như sau nhá. Ta có AB thì con tìm ra được rồi, A bằng 1, B bằng âm 1. Như vậy bây giờ con sẽ thay lại vào cái hệ ban đầu mà chúng ta sẽ có được là gì đây? 1 trên 2x trừ 1 thì thằng này bằng A đúng không? vâng Thằng này bằng A có phải là bằng 1 không? bằng một còn Còn cái dưới là thằng một trên B là 1 trên 3y cộng 2 thì bằng mấy? bằng trừ một ạ. Đúng rồi. Vậy đến đây con sẽ phải tìm ra xem là xy bằng bao nhiêu thì cái này mới là quan trọng. Nhìn này, cách 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 làm đơn giản nhất này. 1 trên 2x trừ 1 mà bằng 1. Như vậy thằng nào mà chia 1 chia cho thằng nào thì bằng 1. Như vậy có phải cái mẫu này nó phải bằng 1 không? Cái thằng 2x trừ 1 này này. Vâng. Như vậy ta suy ra được là 2x trừ đi 1 bằng 1 nhá. Đấy là bước đầu tiên. Thế còn cái thằng phương trình số 2 này này. Thì 3y cộng 2 bằng mấy? Y cộng 2 bằng trừ 1. Đúng rồi. Vậy đến đây con có tìm ra được xy không? Đơn giản vô cùng đúng không? Có. X Ok, sẽ bằng thầy bao đợi nhiêu? một tí, con tự tính, con tự tính. À ừ, Rồi con nói con tính đi, con kết tính đi, tính quả. đi rồi đọc kết quả xem nào.
Ra chưa? Gần ra rồi thầy. Trừ 1 2 chết chết rồi. Giải đơn giản này mà cũng dễ bị nhầm thế cơ à? Vâng, y bằng Đây cộng này, 2 đây nhầm, thế trừ nhầm, 1 thế thầy dạy cho nhầm này, nhìn này. y bằng trừ 1 ạ. Đúng rồi, nhưng mà hơi chậm. Như vậy x bằng 1 còn y thì sẽ bằng là âm 1 đúng không? Vâng. Đến đây chưa xong. Chúng ta còn phải có một bước cuối cùng đó là kết luận rằng là nó là thỏa mãn điều kiện đã nhá. Con có biết điều kiện gì không? Có Điều kiện gì? x khác 1 phần 2, y khác 3, trừ 3 phần 2. Trừ 2 phần 3. Trừ 2 phần 3 ở đây. Đây này. Ồ, con ghi là 2 phần 3, 3 phần 2. Thế thì vứt đi. Xong rồi đây. Vậy đến đây kết luận nốt hệ phương trình như thế nào đây? Vậy hệ phương trình Vậy hệ phương trình x có chấm nghiệm phẩy y là 1 chấm phẩy âm 1 được chưa? Đã hiểu hoàn toàn nó chưa? vâng. Đấy. Làm bài mà được muốn được hoàn toàn full điểm là phải làm như thế này này. Hiểu không con? Vâng. Thầy con đắt cam tí, mặt con trông buồn ngủ, kiểu cứ khó chịu có gì thầy. Biết rồi, đi chịu khó đứng dậy. Đứng dậy đi đi lại lại một tí rửa mặt đi. Không quay lại rồi thầy. Rồi ok. Nào, bây giờ thầy sẽ dạy cho con sang đến cái bài tiếp theo. Chữa xong cái này rồi đúng không? Rồi. Ok, vậy cái bài số tiếp theo này nó là bài liên quan đến năng suất công việc. Cái bài này con có hiểu được hôm qua thầy giảng giải rồi, bây giờ con có hiểu không? Hay là thầy phải giảng lại? Hệ phương trình rồi được. Lập phương trình. Đúng rồi, bài này là lập hệ phương trình. Nhưng bài này bây giờ thầy sẽ dạy lại cho con lý thuyết một tí để cho con hiểu nó kỹ càng hơn nhá. Vâng. Cái bài bài số 2 này này. Đó là liên quan đến lý thuyết, đó là gì? Lý thuyết sử dụng này. Đây là người ta gọi nó là đây là bài toán năng suất công việc. Bài toán người ta gọi nó là làm chung làm riêng thì đúng hơn. Vậy làm chung làm riêng là như thế nào?
Tức là Hai như đội thế này, làm nhau. đúng rồi, tức là có thể là hai tổ công nhân cùng làm chung công việc, hoặc có thể là hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể, con hiểu không? Vâng. Hoặc là hai tổ sản xuất khẩu trang COVID chẳng hạn, cùng làm một cái đơn hàng. Thấy ví dụ nhé, tổ 1 nếu làm sản xuất hết toàn bộ đơn hàng thì mất 20 ngày, tổ 2 nếu làm một mình thì mất 25 ngày. Vậy hai tổ mà cùng làm thì biết rằng sau bao nhiêu lâu sẽ làm xong công việc. Đấy là thầy ví dụ như thế. Đấy là bài toán người Năm ta ngày gọi là làm chung làm riêng. Không không, không phải 5 ngày. Nó sẽ phải là ra một cái con số như thế này này. Ví dụ nhá, thầy ví dụ này. Đây nhá, đây là một bài ví dụ nhá. Tổ 1 này. Thầy ví dụ là làm mất 20 ngày nhá. Nếu làm một mình, được chưa? vâng. Tổ 2, đây là một cái bài thầy bốc phét đấy. Tổ 2 làm một mình thì mất 25 ngày. Ok. Vâng. Vậy hỏi rằng hai tổ mà làm chung thì sau bao nhiêu ngày? Thì như vậy con sẽ phải làm như sau. Đố con nhẩm ra được kết quả bao nhiêu đấy? Có biết là làm ra kết quả bao nhiêu không? Hai tổ làm chung, đố con biết là làm mất bao nhiêu thời gian? Nào, đố đấy, đố con đấy. Hai tổ làm chung thì mất bao nhiêu thời gian? Hai đến ba ngày à? Sao lại lại có cái kiểu Đâu? đoán đoán như thế? Nó phải có là một con số cụ thể chứ con, không phải là đoán được đâu. Này còn tùy vào cái năng suất. Sao lại tùy, năng suất nó cho rồi đấy. Con nhìn này. Bài toán công suất, bài toán liên quan đến làm chung làm riêng là cách làm như sau. Người ta sẽ coi cả toàn bộ công việc là một đơn vị. Có hiểu không? Vâng. Coi cả khối lượng tất cả công việc là một đơn vị. Như vậy nếu tổ 1 này làm 20 ngày thì mới xong một đơn vị công việc, tức là hoàn thành được 1%, 100%. Như vậy là người ta sẽ tính đơn vị năng suất ra là đơn vị là gì? Sẽ là lấy 1 là khối lượng công việc chia cho số ngày. Như vậy là tổ 1 này năng suất sẽ là một ngày sẽ làm được 1/20 công việc. Ok. Vâng. Thế còn tổ 2, một ngày làm được bao nhiêu phần công việc? 1/25. Đúng rồi. Như vậy người ta sẽ tìm ra được là như vậy hai tổ này mà làm chung thì một ngày hai tổ làm được là bao nhiêu? Lấy 1/20 cộng với 1/25. Và như vậy sẽ ra được kết quả là bằng bao nhiêu đây? 20 với 25 mẫu số chung là 100. 100 chia cho 20 bằng 5. 100 chia cho 25 bằng 4. Như vậy 5 cộng 4 là 9/100. Ý là gì? Như vậy là một ngày thì hai tổ làm chung sẽ được là bao nhiêu phần công việc đây? 9/100 công việc. Chính xác. Như vậy muốn làm được hoàn thiện toàn bộ công việc thì lấy tổng công việc là một đơn vị chia cho năng suất làm được của hai tổ. Như vậy là chia cho bao nhiêu? 9/100. Như vậy ra kết quả bao nhiêu? 9/100 này chia là chân nghịch đảo, tức là sẽ ra kết quả được là 100/9. Như vậy sau 100/9 ngày, tức là hơn 10 ngày, thì hai tổ làm sẽ hoàn thành xong công việc. Có hiểu không? À, vâng. Đã hiểu bài toán năng suất công việc chưa? Cái này Rồi. không không phải là đoán, mà là cái này là phải giải ra cụ thể ấy. Nhưng đây là một cái bài toán cụ thể, một cái bài toán mà thầy lấy ví dụ bất kỳ để cho con hiểu bài toán thôi. Bây giờ quay trở về bài toán này thì con sẽ hiểu kỹ càng hơn này. Nghe nhá. Nào, bài toán chung riêng này, con sẽ phải viết cái này vào trong vở cho thầy lý thuyết này. Lý thuyết như sau. Coi tất cả công việc là một, được chưa nào? Coi Vâng. tất cả, thôi bỏ cái từ tất đi, từ tất nghe là không hay lắm. Như vậy người ta sẽ coi được là toàn bộ cả cái công việc chúng ta cần phải hoàn thành ấy là một đơn vị. Như vậy ta sẽ có được là gì? Thời gian hoàn thành mà nhân với năng suất
nhân với năng suất này. Thì sẽ bằng bao nhiêu con biết không? Thời gian hoàn thành mà nhân với năng suất thì sẽ bằng bao nhiêu? Bằng Bằng cả công việc. tổng sản phẩm, cả công việc, tổng Bằng sản phẩm, cả công việc. Vậy cả công việc có nghĩa là mấy? cả công việc có nghĩa là một à? Đúng rồi, là bằng một. Bây giờ con có hiểu được cái công thức này không? Thời gian hoàn thành nhân với năng suất thì sẽ ra là một đơn vị, được chưa? Vâng. Ok. Như À. vậy, đây là cái mấu chốt của cái bài toán này này. Đóng khung cái này lại nhá. Viết thật cẩn thận vào trong vở xong đóng khung cái này lại cho thầy. Cái này nó đây chính là cái mấu chốt để giải quyết bài tập này đấy. Thời gian hoàn thành nhân với năng suất thì sẽ ra là một, được chưa? Vâng. Rồi, bây giờ nghe này, nghe này. Như vậy bây giờ sử dụng cái lý thuyết này vào cái bài tập này, ta sẽ xử lý bài tập này đơn giản như sau. Xong chưa con? Đấy, xong Ơi. rồi. Dạ. Xong chưa? Xong chưa? Xong rồi đấy. Rồi, bây giờ lập cho thầy cái bảng. Lập cái bảng như sau. Với cái bảng này thì con sẽ làm được ngay cái bài toán chung riêng này. Dễ vô cùng luôn. Vậy lập bảng là như thế nào? Quan sát này. Đây là cái bảng mà thầy cần lập. Con hiểu chưa? Vậy chúng ta cần phải điền vào các thông số như sau. Nhìn thầy làm này. Làm để lần sau rút kinh nghiệm, lần sau đến con không có thầy con vẫn tự làm được. Cái ô đầu tiên này chúng ta cần phải điền vào đây ý, nó chính là thời gian hoàn thành. Thời gian hoàn thành. Được chưa? Vâng. Còn bên này nó sẽ tính là tương ứng với nó là năng suất. Năng suất. Như vậy là nếu ta gọi ở đây nó là tổ 1, tổ 2, bởi vì đây nó liên quan đến hai tổ làm việc đúng không? Thì ở chỗ ô này thầy sẽ điền nó là tổ 1. Ở bên dưới thầy sẽ điền nó là tổ 2. Chú ý một tí, hiểu được nó thì sang các bài khác con cũng làm được. Con nhìn nhá. Qua nhìn này. Như vậy thầy gọi tổ 1, thời gian để hoàn thành công việc của tổ 1, thầy gọi nó là x, được không? Đây là bài toán này Vâng. đặt gọi là đặt ẩn đấy, thầy gọi nó đặt là ẩn x. Đối với tổ 2 thì thời gian hoàn thành thầy gọi nó là y. Đương nhiên đơn vị đều là giờ cả. Chữ giờ là thầy viết tắt của chữ h nhá. Chứ còn nếu trong bài kiểm tra con phải viết tắt viết đầy đủ ra nó là giờ ơ giờ huyền giờ. Hiểu chưa? Rồi, vậy nhìn này. Thầy hỏi Quang Anh nhé. Thời gian hoàn thành của tổ 1 là x giờ. Như vậy suy ra năng suất của nó là bao nhiêu? Dựa vào công thức này này. Đây này, công thức này này, công thức này này. Đây này, đây này, đây này, đây này, đây này, đây. Thời gian hoàn thành nhân năng suất bằng 1. Như vậy năng suất sẽ bằng 1 chia cho cái gì? Một trên x à? Một Đúng trên x. rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. 1 trên x.
Còn cái thằng tổ 2 một trên y. chuẩn luôn. Như vậy nếu thầy gọi là tổ 1 làm trong x giờ sẽ hoàn thành thì năng suất tương ứng của nó là 1 trên x. Còn tổ 2 làm trong y giờ sẽ xong thì năng suất là 1 trên y. Ok. Vâng. Rồi, bây giờ con nhìn này, thầy sử dụng cái này vào trong cái bài tập này thì ngon luôn này. Qua nhìn này. Đầu bài, bắt đầu phân tích đầu bài nhá, con nhìn nhá. Nào, đọc đầu bài cùng thầy nào. Hai tổ làm chung và dự kiến hoàn thành trong 8 giờ. Như vậy là gì? Tổ 1 Thời và gian di tổ chuyển 2 cùng làm trong 8 giờ thì sẽ xong công việc, có đúng không? vâng. Như vậy ta sẽ có được phương trình đầu tiên là gì? 8 nhân với 1 trên x 8 nhân với 1 trên x cộng với 8 nhân cộng với với 1 trên trên 8 nhân với y 1 trên y thì bằng bao nhiêu? Hoàn thành có nghĩa là gì? Là khối lượng công việc bằng bao nhiêu đây? 1 à? Như vậy 8 nhân 1 trên x cộng 8 nhân 1 trên y bằng bao nhiêu? Bằng 1 à? Chuẩn luôn. Dễ không? Dễ không? Dễ không? Có dễ không? Có dễ hiểu không? Vâng. Thế rồi. Thế. Rồi, con hiểu rồi. Thế có đúng không? Có đúng là như vậy Đúng năng rồi. suất sang năng suất công việc của tổ 1 là một 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 giờ sẽ làm được 1/x công việc. Thế còn tổ 2 thì 1 giờ sẽ làm được 1/y công việc đúng không? Thế nó bảo rằng là hai tổ cùng làm thì sau 8 giờ có phải là 8 nhân 1 trên x cộng 8 nhân 1 trên y bằng 1 không? Nào, bây giờ khai thác dữ kiện tiếp theo này. Trên thực tế, sau 3 giờ hai tổ làm chung. Như vậy là có nghĩa là gì? Là 3 nhân với mở ngoặc hai tổ làm chung tức là 1 trên x cộng với 1 trên y. Có phải cái trong ngoặc này của thầy đây là hai tổ làm chung không? Vâng. Nhưng mà phải nhân với 3 là bởi vì sao? Làm mấy giờ đây? Làm mấy giờ đây? Làm trong vòng 3 giờ sau hai 3 tổ giờ. làm chung. Như vậy cái chỗ này này, cái đây chính là lượng công việc làm được của hai tổ trong 3 giờ. Có hiểu không? Vâng. Sau đó cộng với bao nhiêu nữa? Chờ, cộng với Cái gì đây? Gì đây? Này, đọc đọc câu tiếp theo rồi khai cộng thác nào. bên cộng ai làm tiếp 7 giờ cộng với Làm thêm 7 giờ như vậy ta sẽ có là cộng với bao nhiêu nữa? 7 nhân với 2 phần 3. Không 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 sai, đọc kỹ đi rồi là nói. Tổ 2 làm tiếp trong 7 giờ mà 1 giờ năng suất là như thế này. Như vậy 7 giờ sẽ được là bao nhiêu? À, 7 nhân với 1 phần y là 7 phần Chuẩn y. luôn. 7 nhân 1/y. Như vậy tổng khối lượng công việc của hai cái này cộng lại bằng bao nhiêu đây? Hai thằng này cộng Một lại à? bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Đọc kỹ đầu bài. Đầu bài nó có bảo là hoàn thành công việc đâu, mà chỉ làm được bao nhiêu phần công việc kia thôi. Làm tiếp trong 3 giờ 2 phần 3 Bằng 2 phần 3, có hiểu không? Và đây à. chính là hệ phương trình chúng ta cần lập. Con có hiểu hoàn toàn nó không? Hiểu chưa? Có đây. Rồi, bây giờ ngồi ngẫm ngẫm đi, ngẫm tại sao thầy lại ra được cái này. Con phải hiểu được nó thì lần sau không có thầy con vẫn làm được. Chứ còn bây giờ con không hiểu kỹ, đến lúc không có thầy nữa thì lại trở về con số 0. Có hiểu không? Vâng. Rồi, ngẫm nghĩ cái bài này đi. Bây giờ thầy viết như thế này con hoàn toàn có hiểu không? Như Có. vậy cái phương trình số 2 này này, cái phương trình số 2 này này thầy sẽ nhân bung nó ra nhá. Như vậy ta sẽ có được là 3 nhân 1 trên x cộng với 3 nhân 1 trên y lại cộng thêm với 7 nhân 1 trên y, như vậy là cộng thành là 10 nhân với 1 trên y thì bằng là 2 phần 3. Như vậy kết hợp phương trình số 1 này với phương trình số 2 thầy vừa lập được ở đây, con sẽ được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Với hai ẩn đấy coi nó chính là 1 trên x và 1 trên y. Có hiểu không? Hiểu không? Có rồi. Rồi chữa bài đi. Đầu tiên là viết cho thầy cái bảng này vào. Sau đó là thầy sẽ dạy con cái phần phía sau để trình bày nó như thế nào cho nó trọn vẹn. Chỉ cần Con cái bảng con xong rồi. cái bảng xong rồi thì toàn bộ Vâng. cái phần này xong hết chưa? Toàn bộ cái phần thầy đang bôi Rồi này này. này. Xong rồi thì ok, bây Rồi. giờ thầy sẽ trình bày bài này cẩn thận cho con nhá. Bài này sẽ trình bày như sau. Toàn bộ cái vừa rồi là thầy giảng giải về lý thuyết thôi. Còn bây giờ mới là làm chính thức của bài này này.
bài giải. Bắt đầu vỡ vỡ hơn ra được chưa? Vâng. Bài giải như sau: gọi, thời gian, tổ 1, hoàn thành công việc. Gọi, thời gian, tổ 1, làm riêng, thêm từ làm riêng nữa thì mới là chuẩn. Hoàn thành công việc là x, đơn vị là giờ, chấm phẩy, điều kiện là x sẽ phải lớn hơn 8. Thế còn tại sao thầy lại có điều kiện x lớn hơn 8 là sở dĩ như sau, thầy lý giải cho con này. Hai tổ làm chung thì hoàn thành trong 8 giờ. Như vậy nếu làm riêng thì chắc chắn là mỗi tổ sẽ phải làm mất nhiều hơn 8 giờ. Có hiểu không? Vâng. Như vậy điều kiện x lớn hơn 8 ở đây con có hiểu hoàn toàn không? Có. Rồi ok, dòng thứ hai. Gọi, thời gian, tổ 2, làm riêng, hoàn thành công việc là y giờ, đơn vị là giờ, điều kiện y cũng lớn hơn 8. Như vậy đây chính là hai dòng đầu tiên, người ta gọi nó là đặt ẩn. Xong chưa? Xong chưa con? Đây gần sắp gần xong đây. Gọi, thời gian, tổ 1 làm riêng, hoàn thành công việc là x giờ. Thì gọi, thời gian, tổ 2 làm riêng, hoàn thành công việc là y giờ. Đơn vị đều là giờ, còn điều kiện thì là x y phải lớn hơn 8. Được chưa? Xong rồi thầy. Rồi xuống Vâng, dòng ta xong. có. Ta sẽ có được như sau. Khối lượng công việc tổ 1 và tổ 2 làm một mình trong 1 giờ là khối lượng công việc tổ 1 và tổ 2 làm một mình trong 1 giờ lần lượt là 1/x và 1/y, mở ngoặc, công việc. Cái này con có hiểu không? Cái này thầy đã lý giải lúc nãy ở cái bảng rồi. Tổ 1 thì làm x giờ sẽ xong. Như vậy năng suất của nó hay chính là khối lượng công việc làm được trong 1 giờ sẽ chính là lấy một đơn vị chia cho x thì sẽ ra được là 1 phần x. Ok? Hiểu được chưa con? Vâng. Còn Vâng. tương tự tổ 2 thì làm một mình mất y giờ. Như vậy năng suất công việc hay còn gọi là khối lượng công việc làm được trong một đơn vị thời gian sẽ là 1/y. Ok. Vâng. Rồi, xuống dòng ta có như sau này. Theo đề bài. Theo đề bài, hai tổ làm chung dự kiến hoàn thành trong 8 giờ. Nên ta có phương trình thứ nhất, đó chính là 1/x nhân với 8 cộng với 1/y nhân với 8 tiếp thì sẽ bằng là 1. Và đây thầy gọi nó là phương trình số 1. Được chưa? Vâng. Rồi tiếp tục xuống dòng. Thực tế sau 3 giờ hai tổ làm chung hai sau 3 giờ hai tổ làm chung, tổ 1 được điều đi làm việc khác,
phẩy tổ 2 làm tiếp trong 7 giờ thì làm được 2 phần 3 công việc. Nên ta có, quan trọng nhất là cái cách lập phương trình. Thì như vậy cái phương trình đầu tiên này con hoàn toàn hiểu chưa? Rồi thầy. Bây giờ phương trình số 2 này, nói chung là nghe giảng này xong con phải về nhà con phải ngẫm nghĩ xem đi xem lại video này, tí nữa thầy sẽ gửi được chưa? Phương trình số 2 là Vâng. như sau này, ta có này. 1 trên x cộng với 1 trên y. Hai thằng này đóng mở ngoặc lại. Đây được gọi là khối lượng công việc của hai tổ làm được trong 1 giờ. Vậy phải nhân với 3. Sau đó cộng với 1 trên y nhân với 7 thì sẽ bằng là 2 phần 3. Thầy gọi đây là phương trình số 2. Kết hợp 1 và 2 lại thì con sẽ được một hệ phương trình, có đúng không? Vâng. Vậy đến đây ta có được là gì? Kết hợp 1 và 2 ta được hệ phương trình như sau. Hệ phương trình đó gồm có hai phương trình. Phương trình thứ nhất đó là cái này. Phương trình số 2 nó là cái này. Như vậy bây giờ con đi giải cho thầy cái hệ phương trình này tìm xem xy bằng bao nhiêu. Ok. Đấy là cái thứ nhất. Sau khi con giải xong bài này thì con bắt đầu ngẫm nghĩ cho thầy cái bài đến cái đề mà của con, thầy và con tiếp tục sẽ làm sang cái đề mà con vừa hỏi thầy ngày hôm trước, được chưa? Ok chưa? Bây giờ giải cho thầy cái này đi Vâng. này, tìm ra xy bằng bao nhiêu này, sau đó chúng ta sẽ chữa cái đề hôm trước của con. Ok. Thầy ra thầy lấy một cốc nước đã nhá. Vâng. Rồi làm đi.
Hệ vừa rồi con giải ra chưa? Sắp ra rồi thầy. Ôi trời ơi, sắp ra sao lâu thế? Ôi. Nào đây nhìn đây. Nó cơ bản như thế này thôi mà con không biết làm. Nhìn đây này. Cái thằng này cách giải nó sẽ như sau. Ở đây chúng ta phải đưa nó về cái dạng nó là gì? Cái thằng 1 trên x này con nhìn này, nhân với 8 này, cộng 1 trên y nhân với 8 này, bằng 1. Cái này dễ rồi, để nguyên. Cái dưới này thì chúng ta sẽ nhân tung cái ngoặc này ra. Có phải là được sẽ được là 1 trên x nhân với 3 đúng không? Cộng với 1 trên y nhân với 3 ở cái chỗ bôi xanh này này, đúng không? Vâng. Vậy sẽ được là gì? Như vậy kỹ năng làm bài của con còn yếu lắm, thầy nói thật sự là yếu lắm ý, Quang Anh ạ. Con mà không rèn luyện lên là con sẽ cực kỳ khó khăn luôn ấy. Là biến thành như thế này. Có chuẩn không? Nhìn cho thầy xem cái phương trình số 2 này thầy làm nhưng đưa thành như này có đúng không? Rồi. Thế đến đây ý, thì cách làm đơn giản nhất đó chính là đặt 1 trên x bằng a chấm phẩy 1 trên y thì bằng b. Con nhìn này. Bây giờ cái phải chỗ này lại là a, đây lại là b, đây lại là a, đây lại là b, như vậy ta sẽ có được cái hệ mới là gì? Ta có hệ phương trình là cái gì? Nhìn thấy biến đổi cái hệ này. Chỗ nào có 1 trên x thì thay bằng a, như vậy ta sẽ có được là 8a cộng với 8b đúng không? Vâng. Thì bằng 1. Thế còn ở đây được là 3a cộng với chỗ này là 10b thì bằng 2/3. Cái này là như thế nào đây? Đây là cái gì? Hệ này thì lại là cái hệ gì đây? Phương trình bậc nhất hay ẩn nữa. Chứ còn gì nữa? Hệ phương trình bậc nhất hay ẩn thì cái hệ này nhắm một mắt cũng phải làm được chứ lại. Chết, con tính sai từ đầu. Đấy, con thấy không? Có phải là khi cứ bản thân con ấy, khi bây giờ đệ động đến bất cứ bài nào đều cảm thấy khó khăn cả. Là bởi vì sao? Là bởi vì trước đây mình không chịu khó. Mà nếu mà thực sự mà nói, Quang Anh này, thầy nói thật nhá. Nếu mà bản thân một người học sinh mà học lười ấy, nói thật không có bất kỳ một cái gọi là cái lý do gì để trở thành có thể là học giỏi đấy đâu. Chẳng có cái người... Thầy không bao giờ tin với một cái bạn học sinh nào mà lười học mà có thể học giỏi được. Không có ai. Còn nhiều người mà chăm học có khi còn chưa học giỏi ấy, chứ đừng nói đến là lười học mà lại học giỏi. Thì cái thằng này muốn giải ra ấy thì làm nào? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tương đương với nhân cái thằng 3 ở bên tay phải của cái phương trình số 2 lên, ta được là 8a cộng 8b bằng 1 giữ nguyên. Ở đây nhân số 3 này lên đây ta sẽ được nó là 3 nhân 3 là 9a cộng chỗ này là cộng với 30b thì bằng 2. Và đến đây ý, thì quay trở về một cái hệ phương trình bậc nhất hay ẩn, trông nó có vẻ là nó đơn giản hơn. Nhưng cách làm này là cách làm chưa thông minh. Đây là cách làm đối với những cái bạn nào mà học ở mức độ level bình thường thôi. Chứ còn hôm qua ấy, khi thầy dạy cho các bạn ấy, thầy đã dạy cho các bạn ấy cách làm thông minh hơn rất nhiều. Đó là gì? Có biết không? Đó là cái chỗ ở cái phương trình đầu tiên này này. Ở cái phương trình đầu tiên này này. Là người ta sẽ rút ra được như sau. Rút ra được là 1 trên x cộng với 1 trên y là bằng 1 phần 8. Tức là chia cả hai về cho 8 thì ta sẽ được cái thằng này đúng không? Vâng. Thì thay cái thằng 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 phần 8 này này. Thay vào chỗ này. Thay vào đây thì thầy sẽ được là phương trình đấy trở thành như sau. 1 phần 8 nhân với 3 cộng với 7 trên y thì bằng 2 phần 3. Và đến đây giải ra y cực kỳ đơn giản bằng cách như sau.
lấy 2 phần 3 trừ đi 3 phần 8 này trước. 2 phần 3 mà trừ đi 3 phần 8 thì sẽ bằng 7 phần 24. Và từ đó dẫn tới tìm ra được y là bằng 24. Dễ chưa? Làm này có đơn giản hơn rất nhiều không? Có. Vấn đề là có hiểu không? Ngẫm nghĩ đi xem là thầy giảng như thế có hiểu không? Cái hiểu mới là quan trọng. Chứ còn cái việc mà giải nó thế nào, làm như thế nào thì cái đấy là sau buổi học con phải tự con ngồi con ngẫm nghĩ nó. Chứ bây giờ con lại để chẳng nhẽ thầy lại dạy con là A cộng 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 4 bằng 7 nữa à? Cái đấy thì vứt đi rồi gì nữa. Nào có hiểu được cái chỗ này là phương pháp thế không? Thầy thế cái phương trình 1 này là ở đây này. Thầy rút ra là 1 trên x cộng 1 trên y sẽ bằng 1 phần 8. Thay bằng 1 phần 8 vào cái chỗ ngoặc này này. Thì ta sẽ được là như sau nhá, nhìn nhá. Thầy sẽ xóa cái phần này đi bởi vì cái cách làm ở bên dưới này này là làm được. Nhưng cách làm dưới không thông minh. Bây giờ thầy hỏi này. Với đến đây thì con có làm được tiếp không? Đến đây có tìm ra được, nếu mà đến cái hệ phương trình như này có tìm ra được AB không? Nói thật lòng có Tìm ra tìm ra. được nhưng mà tìm ra được nhưng mà nó hơi dài. Đấy, con thấy không? Nó chẳng có cái gì là dễ ăn ở đây cả đâu Quang Anh ạ. Nhìn thế này. Hơi dài với chẳng hơi khó cái gì. Ở đây muốn làm được cách nhanh nhất thì nhân phương trình thứ nhất với 9, nhân phương trình số 2 với 8. Vậy thầy được như sau. 8 nhân 9 lên thì bằng 72A cộng với 72B thì sẽ bằng là 9. Đấy là phương trình số 1. Phương trình số 2 này thì nhân cả hai về với 8. 8, 9 tiếp tục bằng 72. 30 nhân 8 thì bằng 240. 2 nhân 8 thì bằng 16. Như vậy đến đây chúng ta sẽ tìm ra được là gì? Tương đương với lấy vế trừ vế của phương trình số 2 cho trừ đi phương trình số 1 thì 72A trừ 72A là hết. Kia thầy ghi 200 thành 26 rồi thầy.240 mà trừ đi 72 này ấy, thì là bằng bao nhiêu? Còn 168. Như vậy là 168B thì bằng là 16 trừ 9 là bằng 7. Được chưa? Vâng. Bằng 7. Vậy đến đây thì có tìm ra được là B của chúng ta bằng 1/24 đúng không? Vâng. Cái này viết lại ngược trở lại này. Thằng này thì bây giờ thay ngược trở lại ta lấy được là 8A cộng với 8B bằng 1. Viết lại này. Vậy đến đây sẽ tìm ra được là B của chúng ta thì sẽ bằng là 7 chia cho 168 tức là bằng 1/24. Thay B bằng 1/24 vào đây thì sẽ tìm ra được là A sẽ bằng là 1/12. Được chưa? Vâng. Đây, đến đây này, 1/3 này. Như vậy đến đây ta sẽ tìm ra được là B của chúng ta thì như sau. B bằng 1/24 còn A thì bằng là 1/12. Và đến đây thì suy ra ta sẽ được một cái hệ mới như sau. Đây, A của chúng ta thì bằng 1 trên x. Như vậy suy ra là 1 trên x bằng 1/12. Còn B thì là 1 trên y. Như vậy 1 trên y bằng 1/24. Và suy ra được là x bằng 12, còn y thì bằng 24. Đấy. Các cái này thì đáng nhẽ là không phải để thầy phải dạy. Bởi vì các cái này nó là kỹ năng. Cái này kỹ năng thì nó là phải là học sinh, mỗi một học sinh phải tự rèn luyện. Chứ còn cái này nó không phải là cái mà để thầy giáo phải đi dạy cho các học sinh. Con hiểu không nào? Con phải phân biệt Vâng. hoàn toàn rõ ràng là cái nào là kỹ năng, cái nào là kiến thức, cái nào là phương pháp. Thì thầy là người sẽ truyền đạt cho con thứ nhất là lý thuyết, thứ hai là các phương pháp giải. Thế còn cái kỹ năng rèn luyện thì cái đấy là học sinh phải tự rèn luyện. Nhưng mà kỹ năng của con thực sự là kỹ năng yếu quá các anh ạ. Con ngồi đến 10 phút mà con không làm nổi một cái hệ phương trình như thế là yếu quá.
Nhưng mà cách làm này này, cách làm này là hoàn toàn không thông minh. Thầy không biết là bây giờ hiện tại con học hành như thế nào, nhưng mà thầy nói thật là đối với thầy ấy, con lười học quá. Mà lười học như thế thì khó lắm. Cái nguyện vọng mà con muốn thi vào trường ngoại ngữ của con ấy, với cái cách học như thế này thì thật sự là cực kỳ khó thực hiện được. Khó lắm. Bởi vì con có biết không? Bây giờ thầy chỉ cần nói cho con một cái trường hợp như này, con nghe này. Năm ngoái, thầy có một người cháu. Người cháu đấy học toán cũng thuộc loại là gọi là một trong những người học giỏi nhất lớp luôn ấy. Tự tin lắm. Rất tự tin. Bảo là con sẽ thi vào trường chuyên ngoại ngữ. Mà tiếng Anh của nó thì cũng thuộc loại top. Cũng học tiếng Anh cực kỳ tốt. Rất giỏi. Thế mà thi ngoại ngữ, chuyên ngoại ngữ cũng không hề đỗ. Và cuối cùng bây giờ đang phải học trường Lê Quý Đôn. Ở trường Lê Quý Đôn ở trong Hà Đông ấy. Đấy, con phải biết là như vậy nó khó như thế nào. Mà bản thân nhá, thầy nói luôn là năng lực của nó ấy, thì chắc chắn là hơn con. Thầy tin là chắc chắn là hơn con. Bởi vì con không biết vì sao không? Tiếng Anh nhá, nó đã học từ cách đây khoảng 4-5 năm ấy. Nó đã hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng tiếng Anh được rồi. Bằng cách là gì? Ngồi làm đề. Làm đề cho các thầy cô giáo bằng tiếng Anh. Con thấy nó tình trình độ của nó thế nào? Có ổn không? Ngồi làm Ổn đề cả, rồi. ngồi làm đề cả mấy ngồi 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 giải đề ấy, giải đề tiếng Anh ấy. Như vậy tiếng Anh của nó thầy tin là chắc là tiếng Anh của nó rất ổn. Bởi vì làm để kiếm tiền cơ mà. Có nghĩa là làm phải khá là ổn thì thầy cô giáo mới tin tưởng, thầy cô giáo mới thuê nó làm chứ, đúng không? Vâng. Bên cạnh đấy là toán của nó học cũng rất là ổn. Tự tin lắm. Trước khi thi bảo con sẽ cố gắng con thi đỗ chuyên ngoại ngữ. Thế mà thi vẫn trượt. Đấy, con phải biết là Này chụp vào mặt rồi. nó khó như thế nào. Rồi, cái cách giải này này là đây là thầy hướng dẫn cho con để con biết là cái bài như thế này thì có thể giải như thế này thôi. Nhưng cách làm này không hề thông minh. Thầy sẽ xóa cái cách này đi. Mà chúng ta sẽ phải làm một cách khác thông minh hơn bằng cách như sau. Nhìn đây này. Nhìn thầy làm thế này. Từ phương trình 1. Cái này là cái mà con cần phải nghiên cứu này. Cái người học sinh mà học giỏi hay không ấy, đó là thể hiện ở cái tố chất mà làm được những cái cách nào nó vừa nhanh, nó vừa hiệu quả. Thì cách nhanh ở đây nó là như sau. Từ phương trình 1 chính là cái phương trình này. Nhìn này, nhìn thấy không? Có. Thì ta sẽ có được cái gì? Là ta có được là 1 trên x cộng với 1 trên y là bằng 1 phần 8. Ta thế, hoặc là ta thay thôi, dùng từ thay nó nghe nó hay hơn. Ta thay 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 phần 8 này vào phương trình 2. Vào phương trình 2. Thì phương trình 2 của chúng ta, đây này, con nhìn này, phương trình 2 có phải là cái phương trình này không? Có. Đây, phương trình 2 đây này. Thế con có nhìn thấy là cái trong ngoặc này của nó chính là cái cụm này không? Vâng. Vậy cái cụm này bằng bao nhiêu? 1/8 ạ. Đúng rồi. Vậy ta có được là gì? 1 phần 8 nhân với 3 cộng với 7 trên y thì bằng 2 phần 3. Đúng không? Vậy đến đây suy ra điều gì? Suy ra 7 trên y thì sẽ bằng là 2 phần 3 trừ đi 3 phần 8. Đây là phép trừ của hai phân số thì cực kỳ đơn giản. Suy ra là 7 trên y của chúng ta sẽ bằng như sau. 2 phần 3 trừ 3 phần 8 thì mẫu số chung là 24. 24 chia cho 3 là bằng 8, 8, 2 là 16. Vậy 16 phần 24 trừ đi 9 phần 24. Và đến đây là bằng 7 phần 24. Thế thì 7 phần y mà lại bằng 7 phần 24. Vậy suy ra y bằng bao nhiêu? Hai phân số này bằng nhau, lại có tử giống nhau rồi, vậy mẫu phải bằng bao nhiêu? Y bằng 24.
Đúng rồi, 24. Như vậy con nhìn này, có ba dòng làm cực kỳ đơn giản đã ra được y rồi. Trong khi cái cách lúc nãy thì làm mệt ơi là mệt mới ra được xy, có đúng không? Vâng. Đấy, có thấy là cách này nhanh hơn hẳn, thông minh hơn hẳn không? Có. Sau khi tìm ra được y rồi thì suy ra thay y bằng 24 này vào phương trình 1. Vậy con sẽ được như sau. Nhìn này. 1 trên x nhân với 8 cộng với 1 trên 24 nhân với 8 nữa thì sẽ bằng 1. Và điều này dẫn tới sẽ tìm ra được là 8 trên x sẽ bằng 1 trừ đi 1 phần 3. Và thằng này thì sẽ bằng là 2 phần 3. Và 8 trên x mà bằng 2 phần 3 thì suy ra x của chúng ta bằng 12. Và đến đây đi đến kết luận cuối cùng. Vậy, thời gian tổ 1 làm một mình hoàn thành công việc là 12 giờ. Và thời gian để tổ 2 làm một mình hoàn thành công việc là 24 giờ. Được chưa? Rồi. Rồi đấy, chữa bài đi. Có hiểu không? Có. Cái gì không hiểu ấy thì là phải hỏi, tích cực hỏi. Mà muốn hỏi được thì con phải có thời gian con chuẩn bị bài, xem bài thì con mới hỏi được. Chứ còn nếu mà con chỉ nghe thầy giảng không thế này ấy, sang đến tuần tuần sau cái là con quên tiệt. Con còn chẳng nhớ là thầy đã nói những cái gì nữa cơ. Đấy là người ta gọi nó là trí nhớ tạm thời. Đấy, xong rồi. Rồi, xong rồi thì bây giờ bỏ cái đề hôm vừa rồi ra, thầy chữa, thầy hướng dẫn. Xong chưa? Chữa xong hết chưa? Xong rồi thầy. Đây, bây giờ nhìn này. Đây là cái đề của con ngày hôm vừa rồi gửi cho thầy đúng không? Vâng. Rồi, ok, đầu tiên là bây giờ chúng ta xử lý ở cái bài đầu tiên trước. Bài đầu tiên này con đã làm ra chưa? Đã làm ra cái câu 1 được chưa? Nhìn có rõ đề không? Đây, câu số 1 đây. Bằng Hả? hình như là B, khi x bằng 4 thì B bằng bằng 3. X bằng 4 thì B bằng 3. Đúng rồi, đấy là cái đầu tiên. Thế còn rút gọn cái ý số 2 này thì biểu thức P của chúng ta bằng bao nhiêu? Con chưa tính xong. Rồi, đây là đầu bài. Bây giờ thì chúng ta phải đi từng câu một. Bài này nó gồm có 3 ý tất cả. Câu 1 thì skip rồi đây. Câu 1 làm được rồi. Câu 1 thì dễ rồi, nhưng mà câu 1 thì trình bày nó sẽ như sau. Với
x bằng 4 mở ngoặc thỏa mãn điều kiện. Được chưa nào? Với x bằng 4 thì thỏa mãn điều kiện. Ta thay vào biểu thức B. Vào biểu thức B thì ta được như sau. Thứ nhất là biểu thức B của chúng ta thì viết lại nó là 3 trên căn x trừ 1. Sau đó con thay giúp cho thầy là 3 chia cho căn x trừ 1 thì chỗ x của chúng ta sẽ thay bằng là căn của 4. Như vậy là ta được là căn 4 trừ 1. Được chưa? Và nó sẽ bằng là Vâng. bao nhiêu đây? Là 3 trên 2 trừ 1 và nó sẽ bằng là 3. Vậy phải có một câu kết luận là vậy. B bằng 3 khi x bằng 4. Được chưa? Đây là câu A của chúng ta, à, cái ý đầu tiên này. Chữa bài đi. Đây là cái form trình bày nó phải như thế này. Học Xong rồi hoài. thầy. Thế bây giờ câu số 2 thì con rút gọn đi xem nào. Chứ chẳng lẽ chờ thầy làm à? Con làm báo cáo. Rút gọn biểu thức P bằng A trừ B thì sẽ phải viết như sau. Với điều kiện là x lớn hơn hoặc bằng 0, x khác 1, x khác 9 thì biểu thức P được xác định thì biểu thức P là, thôi được cho nó nhanh, thì biểu thức P là, viết lại cái thằng P trừ A bằng A trừ B này, sau đó bắt đầu phải đi thu gọn nó. Nào, con đi thu gọn cho thầy đi, xem là thằng này rút gọn là bằng bao nhiêu nào. Mẫu số chung trong trường hợp này là bao nhiêu? X trừ một. Đúng rồi, là x trừ 1. Như vậy cái thằng đầu tiên này này, đây chính là x trừ 1, chính là mẫu 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 số chung đúng không? Hay còn gọi là mẫu thức chung. Vậy cái mẫu thức chung này ấy, x trừ 1 này sẽ phải tách ra thành là tích của hai thừa số, đó chính là hai thừa số nào? X cộng 1 nhân với căn X trừ 1. Đúng rồi, căn x trừ 1 nhân với căn x cộng 1. Như vậy là cái phân thức đầu tiên này giữ nguyên. Phân thức thứ hai này thì phải nhân cả tử và mẫu với bao nhiêu? Nhân với căn x trừ 1. Chính xác. Cái cuối cùng. Nhân với 3 nhân với căn x cộng 1. Đúng rồi, nhân phải nói là nhân cả tử và mẫu với thành phần là căn x cộng 1 các con nhá. Rồi, như vậy là con nhìn này. Cái bước đầu tiên của thầy, thầy đã viết giúp cho con đến đây là như thế này rồi. Vậy bây giờ biểu thức P của chúng ta bằng bao nhiêu? Nào, thực hiện nốt đi. Ở đây thì ba cái phân thức này đều có mẫu thức được giống nhau rồi. Như vậy chúng ta chỉ cần giữ nguyên một cái mẫu số chung thôi. Còn ba cái tử chúng ta sẽ kết hợp chúng lại với nhau. Vậy con sẽ được cái gì nào? 6 cộng x trừ đi căn x Đúng rồi. trừ đi 3 căn x trừ đi 3. Chính xác. Rồi. Vậy đến đây trên tử rút gọn bằng cái gì? 6 trừ 3. Rút gọn thì còn
Còn bao nhiêu nào?3 cộng với x trừ đi 2 căn x. Sai. Chính xác nó phải là bao nhiêu? Ba cộng căn x cộng x, ba cộng x trừ đi bốn căn x. Đúng rồi. Như vậy thầy sẽ vừa cái kết quả con vừa đọc đúng rồi, nhưng mà chúng ta sẽ phải viết lại theo thứ tự như sau. Đó là x trừ đi 4 căn x và cộng với 3, đúng không? Vâng. Nào, nhìn nhìn vào cái đầu bài của thầy, nhìn vào trên bảng xem thầy viết như này đúng không? Rồi. Đến đây dừng lại đây được chưa? Hay là phải làm tiếp? Liệu để kết quả như này con cảm thấy là ok chưa? Hay là phải làm tiếp nữa? Lấy máy tính bỏ ra mà ấn xem là cái đa thức ở trên 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 tử ấy liệu có phân tích được nó thành nhân tử hay không, sử dụng cái chế độ là giải phương trình bậc 2 ấy mà làm. Máy tính của con là 570 hay 580? 580 và 580 thì 49 vào mốp 9, mốp 92 hay sao ấy. 92 từ 2. Nhập các hệ số tương ứng là như này. Ở đây là x này trừ đi 4 căn x. Sau đó cộng với 3 thì cái hệ số tương ứng của chúng ta đối với cái thằng x này là hệ số a của chúng ta là bằng 1. Hệ số b của chúng ta thì bằng âm 4. Còn hệ số c thì bằng dương 3. Như vậy nhập hệ số lần lượt là 1, âm 4, dương 3. Có cần thầy mở cái máy tính 580 ra thầy hướng dẫn không? X1 bằng 3. Có một cái nghiệm bằng 3, một nghiệm bằng 1 đúng không? Vâng, x1 bằng 3, x2 bằng 1. Đúng rồi. Như vậy nếu có một nghiệm bằng 3 như vậy sẽ có nhân tử là gì? Trừ Hay là 1 ạ. sai. Có một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng 3 đúng không? Thì chắc Vâng. chắn phải có nhân tử là căn x trừ 1 Căn và căn x trừ 3. Có hiểu không? vâng. Như vậy là tách cái thằng x trừ 4 căn x cộng 3 này ra thành là hai thằng nào nhân với nhau? Trừ 4 căn là bằng trừ trừ 1 trừ trừ 1 căn x trừ đi trừ 3 căn x. Đúng rồi. Vậy ta sẽ có được cái chỗ này sẽ phải tách ra như sau này. Nhìn thấy tách này. Biểu thức P bằng. Nhìn thế này. Quan sát thầy làm này. Tập trung vào đây. X trừ đi 4 căn x cộng 3 thì sẽ phải tách ra là x trừ căn x trừ tiếp 3 căn x nữa và cộng với 3. Và đến đây ta sẽ được bằng như sau. Hai thằng đầu tiên ghép lại với nhau thì đặt được căn x ra ngoài làm thừa số chung. Nhân mở ngoặc là căn x trừ 1. Hai thằng phía Cánh sau này đặt được 3 ra ngoài làm thừa số chung, ta sẽ được trong ngoặc rồi cánh là 3 nhân mở ngoặc căn x trừ 1 cánh nữa. cộng một Trừ cánh 1. trừ một. Đúng không? Vâng Như vậy đã nhìn thấy hai thằng này giống hệt nhau chưa? rồi. Vậy đến đây ta sẽ đặt là cái gì? Căn x trừ 1 nhân với căn x trừ 3 Căn x trừ 3 trên chia căn x trừ 1. nhân với căn x cộng 1. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta bằng bao nhiêu đây? Kết quả cuối cùng là bằng căn x trừ 3 trên căn x cộng 1.
Đấy, đây chính là kết quả cuối cùng đấy. Cái này nó đơn giản như thế này thôi, đáng nhẽ con phải đọc cho thầy vanh vách ra mới đúng chứ. Bây giờ chẳng nhẽ lại chờ thầy đi làm những cái bài đơn giản như thế này nữa à? Ừ, thằng Quang Anh. Kể ra mà thầy đi thi được hộ con thì thầy đi thi hộ luôn. Những cái này là con phải làm. Sau đó là con chỉ hỏi thầy những cái gì nó khó thôi, hoặc là những cái gì nó đòi hỏi thiên về cái kỹ năng, hoặc là thiên về cái gì đấy về thể hiện sự thông minh, tư duy ấy. Chứ còn những cái kỹ năng rút gọn biểu thức này thì cái này là con phải tự làm, con phải tự rèn luyện thôi, thầy không không thể giúp con được cái này. Câu 3 của bài này là hơi khó một tí. Đây, bây giờ quá giờ rồi, cho phép con nghỉ không thầy? Hôm nay mình học từ 12 rưỡi. Hơn hơn 12 rưỡi một tí, 1 giờ kém. Thôi được rồi, con mệt rồi gì. Nhưng mà vấn đề là gì? Vấn đề là con anh nghe thầy nói này. Bây giờ mà con mà không chăm chỉ lên ấy thì sau khi thi xong cấp 3 con sẽ hối hận. Bởi vì sao? Con không thể quay trở lại 1 năm trước được nữa. Thời gian đã qua rồi là nó cứ thế trôi qua thôi. Và sau khi con thi xong cấp 3 xong mà con lại không vào được một cái trường cấp 3 con mong muốn ấy, thì bản thân con sẽ cảm thấy hối hận. Đấy là điều mà thầy mong muốn con sẽ phải nhận diện ra sớm và phải thay đổi được ngay từ bây giờ. Con còn nhớ là ngay từ lớp 8 thầy đã nhắc con không? Chứ không phải là bây giờ mới nhắc, đúng không? Vâng. Nhưng mà thầy chưa thấy con thay đổi nhiều lắm. Rồi, nói chung là hôm nay thì thôi, học như thế cũng là thầy biết là cũng là cố gắng rồi, nhưng mà sự nỗ lực này nó vẫn chưa thật sự là đầy đủ. Còn phải chăm chỉ đòi hỏi, phải chăm chỉ gấp nhiều lần hơn so với thế này nữa thì mới đạt. Ok chưa? Vâng. Rồi ok, cái phần này nếu mà con kịp chữa vào trong vở rồi thì chữa đi. Sau đó là về nhà thì tiếp tục suy nghĩ các cái đề này đi nhá. Thầy sẽ gửi đề, thầy có cần thầy gửi đề tiếp cho con để ôn tập không? Có. Rồi ok, thầy sẽ gửi đề nhá. Ok rồi, Con chào thầy. thầy chào con.